chắc là hôm trước đến hôm nay là mình ra được cái quy trình thứ nhất là ra được giá thành sản phẩm sản xuất nội thất, tức là có yếu tố sản xuất, tức là em mua nguyên vật liệu về sản xuất ra sản phẩm, xong đó thì những cái sản phẩm mà em tính giá thành theo phương pháp giản đơn á, là mọi hôm á là mình đi tính để mà mình đem bán đúng không, thì mới ra được cái tổng hợp bán hàng theo mặt hàng này đúng em nhờ nhá, thì mới ra lãi lỗ. Nhưng hôm nay chị sẽ hướng dẫn em phương pháp tính giá thành thứ hai, cũng trong công ty sản xuất nội thất nhưng mà sẽ sản xuất ra những cái sản phẩm mà mình đem đi lắp đặt cho công trình, không đem bán, được chưa? Em hiểu cái chỗ này không? Em hiểu rồi. Nếu như đem bán thì là mình phải có hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn giá trị gia tăng á, xuất ra mình ghi các cái sản phẩm đấy. Còn nếu như mình đem đi lắp đặt cho công trình á, ví dụ lắp đặt công trình nội thất, thi công công trình gì đấy, được chưa? Đó thì mà có chữ thi công, nói chung là nó là dịch vụ lắp đặt nhá, thi công công trình thì mình lại tính theo giá thành theo phương pháp khác, đó là phương pháp công trình nhá, phương pháp công trình này, giá thành này vẫn vào quy trình giống như hôm nọ. Thì mọi hôm á em có nhớ là nếu mà bước theo phương pháp giản đơn mà mình tính theo sản xuất, chị có đọc cho em bước 1 là mình vào kho để tính giá xuất kho không? Chưa? Nếu như bình thường á, công ty mình chỉ có xuất kho đi lắp đặt cho công trình á, hoặc là mình sản xuất ra đi lắp đặt cho công trình luôn mà không có bán, quy trình này vẫn phải vào kho để tính giá xuất kho bình thường nhá. Chưa? Chẳng qua là vì gì nhỉ? Cái bước kho tính giá xuất kho này hôm đấy em tính là tính luôn cho cả mảng sản xuất, cả mảng thi công rồi. Đấy chưa? Cho nên đến hôm nay là mình không cần phải tính nữa. Em hiểu chị không nhỉ? Em hiểu Bởi rồi. vì những cái nguyên vật liệu mình đã tính rồi, nó nhảy vào rồi nhá. Đấy, em có thể ghi vào vở là quy trình tính giá thành theo phương pháp công trình, mở ngoặc dịch vụ thi công lắp đặt nội thất. Thì bước 1 vẫn ghi cho chị là vào kho tính giá xuất kho. Nhưng mà em mở ngoặc ra là đã tính kết hợp ở cái phương pháp tính giá thành sản xuất rồi nhá, theo phương pháp giản đơn rồi. Cho nên không cần tính lại. Đó, cứ ghi như thế cho nó quy trình, lỡ may sau này mà mình không rơi vào cái trường hợp sản xuất thì bán thì mình tính riêng mình vẫn tính được, đúng không? Thì bước 1 xong chị em mình sẽ bắt đầu làm bước 2. Rồi ạ. Bước 2 thì vẫn vào giá thành này, quy trình này. Giá thành đây em nhé. Quy trình này. Hôm trước mình vào giản đơn thì hôm nay vào công trình. Công trình này dùng chung cho các cái loại hình, ví dụ như dịch vụ cũng dùng phương pháp công trình này. Công trình xây dựng này, công trình thi công lắp đặt này nhá. Thì những cái loại hình đấy thì mình đều dùng cái phương pháp công trình nhá. Thì bước 2 đấy em vẫn ghi là giá thành, quy trình, công trình. Trong bước 2 này gồm có này 1 2 3 4 bước nhỏ em nhá. Bốn Ừ, 4 bước nhỏ. Nha, tí nữa chị sẽ cho ghi là 2.1 xác định kỳ tính giá thành. Đúng không? vâng 2.2 tổng hợp chi phí trực tiếp, 2.3 phân bổ chi phí chung và 2.4 nghiệm thu nhá. vâng Em đi cho chị 2.1 xác định kỳ tính giá thành. Rồi, vẫn tương tự như cái giản đơn thì em vẫn vào đây. Có thể em thêm ngay ở đây cũng được. Đó, hai là em xác định kỳ tính giá thành bên trái này. Rồi đánh kỳ cho chị em mình đang tính quý 1. đi một vâng Thì hình như mình có hai cái hóa đơn này là xuất ra cho mình lắp đặt nội thất đúng không? Chuẩn không em? vâng vâng Là hóa đơn 439 và hóa đơn 443 nhá. Nếu mình kiểm tra lại đúng chỉ có hai cái này rồi thì nó hiện đủ rồi thì ok mình nhấn cất luôn. Còn giả sử như vâng bảo là hình như có mình có ba công trình mà lên đây nó hiện có hai thì phải đi tìm nguyên nhân nhá. vâng Tìm nguyên nhân thông thường là mình chưa tập hợp chi phí cho nó thì nó không nhảy vào thôi nhá. vâng Sau khi tạo giá thành xong á, kỳ tính giá thành xong em vào giá thành này, chọn công trình ở thanh ngang này. Đánh vâng kỳ mà mình cần tìm kiếm lấy dữ liệu để xem nó hiện ở đây hay chưa. Mình tạo rồi nó sẽ hiện đây. vâng Đúng rồi, lấy dữ liệu ra. Đó, lấy dữ liệu này ra để có thể là mình tí nữa về mình có làm lại á. Thì muốn mà làm lại quy trình thì em phải xóa cái kỳ này đi. Làm lại nhá. Còn nếu không thì mình tính tiếp. Hoặc là xem lại các bước thôi nhá. Vâng. Rồi, lại vào giá thành quy trình. Giá thành quy trình công trình 2.2 đi em. Tổng hợp chi phí trực tiếp. Bước nào mình cũng vào quy trình để xem quy trình nó lỡ may mình có quên á thì mình nhìn vào đây sẽ dễ nhớ ra hơn đúng không? Vâng. Còn sau khi mà làm quen rồi á thì mình sẽ không bị quên nữa. Rồi vẫn đồng ý bình thường. Nhá, em ghi cho chị này. Chị mở to lên. Tập hợp chi phí trực tiếp 2 chấm là những chi phí đã được tập hợp trực tiếp cho từng công trình. Là những chi phí đã được tập hợp trực tiếp cho từng công trình. Trong đó điển hình nhất của mình vẫn là chi phí nguyên vật liệu em này. Mình làm thông tư 133 cho nên mình có cái phần khoản mục đem này nhá. Tài khoản chi phí này chính là nợ 154 đúng không? Nợ 154 và khoản mục chi phí mình chọn là nguyên vật liệu trực tiếp. Thì mình nhìn đây là toàn là chủ yếu là nguyên vật liệu trực tiếp. Được chưa? Trong nguyên vật liệu trực tiếp mình thử xem qua nhá. Ví dụ như hóa đơn 439
Ví dụ như chỗ dòng thứ nhất là phiếu chi, là mua hàng trong nước không qua kho, dành cho những cái trường hợp em mua về em đổ thẳng cho công trình luôn á, đúng không? Vâng. Em có thể tích đúc vào số chứng từ màu xanh để xem lại. Đó. Khi mình mua về, mình là nội thất, mình có thể mua những cái loại ghế rồi, tranh ảnh vân vân, đúng không? Thì mình sẽ hạch toán nợ 1 năm 4 bình thường. Nhưng mà thống kê em có chọn là công trình tương ứng và nó vẫn là nguyên vật liệu, đúng không? Vâng. Hai là có những trường hợp mình xuất từ trong kho ra, có thể là trước đó em mua nguyên vật liệu về em nhập kho, đúng không? Nhưng thông thường là mình mua với khối lượng lớn mà mình phân cho nhiều công trình á, thì em mới nhập kho nhá. Còn nếu như mình mua một khối lượng vừa đủ theo dự toán, theo hợp đồng cho từng công trình á, thì mình xuất thẳng cho công trình. Được chưa? Cái này chị giải thích cho mình trong quá trình mình nhập liệu, số liệu rồi, đúng không? Rồi ạ. Còn cái phiếu xuất kho chị muốn nói ở đây, nó là cái phiếu xuất kho mà thành phẩm em sản xuất ra này. Ở đây bây giờ là xuất kho thành phẩm, nhưng mà những cái thành phẩm này mình đã tính giá thành ở bước 1 rồi. Bước 1 tức là bước hôm trước chị em mình học là giá thành theo phương pháp giản đơn á. Ra những cái giá thành của sản phẩm này rồi, sau đó mình xuất kho, đã nhập kho thành phẩm nhưng không đem đi bán. Nếu cái nào đem đi bán thì bán rồi nhá, nợ 632 có 155 rồi. Cái nào mà đem đi lắp đặt cho công trình thì mình vẫn xuất từ kho thành phẩm nhưng nợ 154 có 155, đúng không? Đúng chưa? Số lượng thì mình đã dựa theo dự toán và dựa theo cái lệnh sản xuất đó để mình làm đó. Thống kê thì vẫn là cho chọn cho công trình tương ứng và nguyên vật liệu trực tiếp đây, đúng chưa? Nhá. Cho nên là cái chi phí trực tiếp em lưu ý chủ yếu là nguyên vật liệu nhá. Rồi. Cái bước này mình chỉ vào xem và để kiểm tra lại, xác nhận lại những cái chi phí này đã đủ hay chưa, đúng đủ thừa thiếu hay chưa nhá. Xong em đóng lại chị. Em ghi nhá. Ghi thoải mái đi. Bây giờ nhá, chưa vội vào cái phân bổ chi phí chung, chưa vội vào 2.3, chị đã chỉ cho em mình một cái cách để mình xem. Xem nguyên vật liệu từng đấy đã đủ so với dự toán hay chưa, đúng không? Nhá, bởi vì á, một cái công trình như thế mình có thể mua nhiều tờ hóa đơn khác nhau, cũng có thể xuất nhiều phiếu xuất kho khác nhau, thì mình khó tổng hợp lại được. Bằng thủ công thì mình sẽ vào báo cáo đây để xem nhá. Em vào báo cáo này. Chưa? Chọn giá thành. Chưa? Đây, tổng hợp nhập xuất kho theo đối tượng tổ hợp chi phí hoặc công trình của mình đang nhấn mạnh ở phần công trình nhá. Tích vào phần dòng này. Thì mình vào đây thì xem, mình sẽ xem được là công trình nào đã bỏ được bao nhiêu nguyên vật liệu với khối lượng tương ứng là bao nhiêu để mình xem thừa thiếu như thế nào trước khi mình đi tính giá thành tiếp, đúng không? Nhập xuất kho theo đối tượng. Để em ghi cái này cho nó nhé. Em chọn cho chị công trình nhá. Công trình. Đúng rồi. Em tích hết cho chị tất cả các mã hàng đây, không cần thành phẩm nguyên vật liệu. Có thể mình trực tiếp là nguyên vật liệu, cũng có thể là mình xuất từ kho thành phẩm ra. Thì em cứ tích hết vào. Tí nữa cái nào có mã nào có số liệu á thì nó sẽ hiện thôi, mã nào không có thôi. Em tích hết vào tất cả các mã hàng trên cùng. Rồi cho chị 3 công trình đây. À ở đây thì chị thấy có 3 công trình. Vâng. 3 công trình, nhưng chị thấy thì tập hợp chi phí trực tiếp chỉ có 2 công trình thôi. Có sợ là cái hóa đơn 440 này mình tập hợp ấy không? Tí nữa xem lại sau nhá. Vâng. Cứ chọn tất cả để mình xem cái ý của mục đích của cái mục này trước. Nếu có hóa đơn 440 thì nãy mình đã có tập hợp chi phí trực tiếp rồi em ạ. Chi phí trực tiếp ở cái bước 1 á, 2.1 á. Bây giờ mình cứ tập trung cái bước này đã nhá. Vâng. Ví dụ như hóa đơn 439, nó em có thể đặt, một là em có thể đặt vào đây, đặt chuột vào đây. 439. Đó, hoặc là đặt bên kia cũng được. Nếu mà chỗ này nó không lọc được thì em đến bên này, đi bên này. 439. Chưa? Thì nó sẽ hiện cho mình toàn bộ 439. Tức là ở đây nãy chị cho mình là tích vào một loạt tất cả công trình, nhưng thực tế em có thể xem từng công trình một nhá. Riêng rẽ nhau cũng được, mà vào đây xem cả này, vào đây lọc cũng được nhá. Thì em nhìn thấy chị này, thi công lắp đặt nhá, cái mã hàng và tên hàng á, là cái, những cái thứ nguyên vật liệu mình đã xuất ra. Thì chị em mình thấy này, cái chỗ nào mà vật tư á, VT á, là những cái mà mình mua về mình đổ thẳng cho công trình á, đúng không? Vâng. Mình ký hiệu nó là nguyên vật liệu. Còn những cái nào mà TP là thành phẩm là những cái mình có sản xuất ra xong lại xuất kho để đi lắp đặt cho công trình, đúng không? Vâng. Yeah. Thì em để cho chị khi mà kiểm tra so sánh đối chiếu với dự toán, em để cho chị cột số lượng và giá trị tồn nhé. Giá trị thì không cần để ý lắm, cứ để cho chị cột số lượng là trước tiên đã, chứ là cái cần thiết trước đã. Bởi vì sao mình đối chiếu số lượng, mình sẽ đối chiếu với dự toán để xem là nó đủ hay thừa hay thiếu. Ví dụ trên dự toán cái kệ này chẳng hạn, nó phải là 7 cái mà mình mới có 5 cái, thì em lại phải tiến hành đi mua thêm, đúng không? Hoặc là nếu trong kho mình đang có, kho nguyên vật liệu mình đang có thì phải xuất ra, hoặc kho thành phẩm đang có thì phải xuất ra. Thiếu thì nếu mà mình mua thêm được thì mua, hoặc là nếu như mình như ở đây nhìn vào danh mục, đây là thành phẩm mình phải sản xuất, mình có sản xuất ra được thì mình làm công tác là lệnh sản xuất, đúng không?
Vâng. Nhá. Cho nên em ghi cho chị là cái cột số lượng. Đó, ở đây nhá, là để mình đối chiếu với dự toán thừa thì mình sẽ tích vào. Em thừa em hoàn toàn có thể tích vào nhá. Vâng. Tích vào để nếu như mà mình giảm bớt số lượng đi, thiếu thì mình thêm vào. Được không em nhỉ? Em hiểu cái chỗ bước này chưa? Ờ, em hiểu rồi chị. Ừ, ok nhá. Vâng. Nhưng mà lưu ý cho chị này, cái bước tổng hợp nhập xuất kho theo công trình này em có thể là làm bất kỳ thời điểm nào, chứ không cần phải nhất thiết phải chờ đến khi tính giá thành mới làm đâu nhá. Ví dụ công trình đấy chưa xong mà trước khi tính giá thành em có thể mở bất kỳ thời điểm nào để mình kiểm tra nhá. Vâng. Ừ, rồi đóng lại. Rồi bây giờ quay trở về quy trình tính giá thành tiếp nhá. Em lưu ý vào cái bước đấy nhá. Cái bước đấy ở ngoài cái quy trình tính giá thành, nhưng em có thể là kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào nhá. Vâng. Rồi 2.3 phân bổ chi phí chung. Em tích vào. Đúng rồi, đồng ý. Ừ. Đây nó vẫn nhảy 2. Vẫn nhảy 2 là tại vì như này này, thì em mình vẫn thấy danh mục có hóa đơn 440 nhá. Rồi, tạm thời dừng cái bước này lại một chút, mình kiểm tra là tại sao mình phát hiện ra có hóa đơn 440, mình thử vào đây xem nhá. Vào phân hệ bán hàng đi em này. Vâng. Xem hóa đơn 440 đi. Đây, 440. Xem là bán hàng hay lắp đặt, bán hàng em ạ. Đúng không? 440 bán hàng, nhưng mình tạo thừa cái công trình rồi đấy. Để em xem là hóa đơn bán hàng có kiêm phiếu xuất kho đấy em này. Nhưng mà mình lại chắc là cái tại đợt đấy mình mới học cho nên là nó chưa gọi là chưa thành thạo lắm chỗ này. Tức là nếu như mà mình hóa đơn bán hàng á là chỉ có bán thôi, không liên quan đến công trình, mình không tính giá thành theo góc công trình đây nữa. Em hiểu rồi. Em hiểu chị chưa? Rồi ạ. Ừ, nhá. Cho nên bỏ ghi xóa công trình đi. Hóa đơn 440 là em sửa được rồi đúng không? Vâng rồi ạ. Ừ, ok nhá. Về đây nó mất rồi chị. Ừ, ok. Là đến đây là nó chỉ còn 439 với 443 nữa thôi, đúng không? Vâng, vâng. Rồi. Tức là cái, tại cái đợt đấy là mình chưa quen cho nên là nó mình cứ tích vào công trình. Em đã xóa vào cái kia chưa? Nếu mà xóa rồi á thì vào danh mình xóa cái phần công trình với phần bán hàng ở cái hóa đơn bán thành phẩm á. Thì vào đây em xóa đi cho nó gọn nhá. Xóa cái này đi. Bởi vì cái này là bán thành phẩm chứ không phải là lắp đặt công trình. Mình tạo nhầm thôi, thừa thôi, đúng không? Rồi, quay trở về giá thành, quy trình. Công trình. Rồi, phân bổ chi phí chung đi em. Hôm đấy mình thống nhất với nhau là mình có làm á, là không có cái máy móc gì dùng cho lắp đặt cả, đúng không? Thông thường á, chi phí chung em có thể ghi qua sơ bộ này. Chi phí chung là những chi phí mà mình chưa chọn trực tiếp cho công trình nào cả. Yeah. Mục đích là mình vào đây là để phân bổ thôi. Nhưng mà thông thường á, thì sẽ có chi phí nhân công, đúng không? Hoặc là chi phí máy móc. Đấy, các loại máy móc dùng để lắp đặt á. Đấy, nhưng mà hôm đấy công ty của mình á, là không có các loại máy móc, công cụ gì đó dùng cho công trình để cho lắp đặt. Chỉ có là sản xuất sẵn ở nhà thôi, đến lắp đặt thôi và lấy tiền công thôi. Có công á, cái nhân công nếu có cái chi phí chung của mình thì sẽ có cái phần chi phí nhân công ở đây. Nhá. Nhân công thì có hai trường hợp như này. Mọi hôm á, chị em mình có làm lương á, em có nhớ không? Mình sẽ quay trở về một chút ở phần lương nhé. Mình vào tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác ở đây. Thì cái phần tiền lương của mình á, ví dụ như tính lương phải trả đi. Ở đây chỉ có nợ 154 có 334 chung một dòng 90 triệu này thôi, ví dụ tháng 3 đi. Đấy, nhưng mà mình chưa chia ra. Chưa chia ra là 90 triệu là trong đó là ví dụ 80 triệu là cho sản xuất sản phẩm, còn 10 triệu đi lắp đặt đi. Ví dụ thế. Em hiểu chị không nhỉ? Em hiểu rồi. Ừ. Cho nên là bây giờ có hai trường hợp xảy ra. Có hai cách làm, một là khi mà hạch toán lương luôn thì em chia luôn phần trăm. Chưa? Cách thứ hai em không chia, tức là cái này bộ phận N154 có 334 này là bộ phận nhân công trực tiếp của sản xuất và lắp đặt chung. Thì khi tính giá thành cho cái phương pháp giản đơn kia kìa, em đừng có phân bổ hết 100% vào cái sản phẩm sản xuất nhá. Chị quay trở về một chút về cái phần giản đơn. Thì em nhìn thấy cái chỗ chi phí chung có nhân công em này. Tổng mình đang phân bổ 100% thì sang bên kia, sang bên công trình nó sẽ nhảy bằng không mất rồi. Đúng không? Cho nên nếu chỗ này em chọn chị giả trừ nhé. Tất nhiên á, khi chọn phần trăm chỗ này em phải cân đối. Cân đối xem doanh thu của sản phẩm và doanh thu của công trình mình cần là bao nhiêu. Mình phải biết cân đối như thế. Giả sử chị cứ để 90 đi. Nha. Đó, 90 tí nữa mình phải tính một lần xong ấy mình để 90 chẳng hạn. Tí nữa tính ra giá thành của công trình mà cao quá, thấp quá mình sẽ bắt đầu cân đối. Còn á, như hôm trước chị em mình có làm á, là cái phần những cái dụng cụ máy móc này đều dùng cho quá trình sản xuất hết, chứ không dùng cho quá trình lắp đặt. Mình sản xuất tại xưởng nhà mình xong rồi đi lắp đặt thôi. Em hiểu chị không?
thì cái giá thành của cái máy móc này nó đã vào sản phẩm rồi, đúng không? Thì tí nữa mình lấy cái sản phẩm đấy đi thì mình chỉ tính thêm cái phần chi phí nhân công cho công trình nữa thôi. Thì ở đây 90% cho sản xuất thì sang bên công trình nó còn 10% nhá. Mình tính thử một lần nữa, tí nữa cân đối cao thấp khác nhau thì mình có thể quay lại để chỉnh sửa nhá. Bởi vì á, hai phương pháp giá thành nhưng mà trong cùng một công ty nó quy trình nó cũng liên kết với nhau. Em sẽ tích vào đây phân bổ cho chị. Cho nên mình cũng phải tính thử, đúng không? Thì mới biết tính một lần thì mới biết được cao thấp như thế nào, mình mới cân chỉnh, từ đó mình cân chỉnh giá thành nhá. Rồi, em đến đây em cập nhật giá nhập, cập nhật giá xuất lại bình thường. Đó, như vậy là sau khi em chỉnh sửa cái nhân công bên kia 90, bên này còn 10 nhá. 10 là trong 322 triệu, 10% là 32 thì không phải chọn đấy 10 đâu nhá. Em hình dung cái gì này. 322 là tổng chi phí nhân công. Nhưng mà nãy mình chọn 90% rồi, còn lại 32 triệu thì chỗ này mình vẫn phải chọn 100%. Chứ còn em mà chọn 10 thì nó chỉ tính 10 cho 32 triệu là còn có 3 triệu 2 thôi thì lại vẫn dư. Vâng vâng. Hiểu chị không nhỉ? Đây là đang phần mềm nó mặc định 100%, nhưng 100% của cái số chưa phân bổ thôi, chứ không phải 100% của cái tổng chi phí ban đầu đâu nhá. Vâng. Ừ. Ok chưa? Ok em xong rồi. Rồi em tích vào phân bổ bình thường nhé. Tức mình chữ phân bổ bình thường đây. Đó thì nó sẽ phân bổ 32 triệu kia cho hai công trình này. Cao thấp thì tí nữa mình sẽ tính lại em nhé. Xem kết quả rồi tính lại. Rồi em nhấn cất đi. Ok. Đó, tập hợp chi phí trực tiếp xong rồi, phân bổ chi phí chung rồi thì mình đến nghiệm thu. Bước này ở bên giản đơn không có nhá. 2.4 nghiệm thu. Xong em nhấn thêm. Rồi em chọn cả hai công trình đồng ý. Rồi em ghi này, cái mục đích của nghiệm thu này á, nghe cái chữ nghiệm thu á thì mình nó kiểu nó hơi cồng kềnh đúng không, hơi khó hiểu, nhưng mình cứ hình dung cái bước này mục đích là để mình hạch toán là bình thường mình tập hợp chi phí sang nợ 1 năm 4, đúng không? Thế này em kết chuyển, mục đích của mình tính giá thành là để hạch toán là nợ 632 có 1 năm 4, kết chuyển bên nợ 1 năm 4 sang bên nợ 632. 632 tên của nó là giá vốn hàng bán, đúng không? Rồi. Ừ. Thì 632 hôm trước mình có tách rồi, bên thương mại tách riêng, sản xuất riêng, công trình riêng. Phần mềm nó không tự hiểu để nhảy thành 6323 luôn được nhé. Thì mình sẽ chọn lại 6323. Phần mềm bao giờ nó cũng nhảy số 1 trước nhá. Vâng. Thì vũ toán định khoản của mình là nợ 6323 có 1 năm 4. Em hiểu chỗ này chưa? Rồi. Thì cái bên sản xuất kia của mình cũng thế mà, cũng có nợ 632 đúng không? Có 1 năm 5. Vâng. Đúng không? Rồi, doanh thu là cái doanh thu mà khi xuất hóa đơn á, em đã tập hợp doanh thu cho từng cái công trình ở đây rồi này nhá. Còn số chưa nghiệm thu, toàn bộ chi phí bao gồm chi phí trực tiếp cộng với chi phí chung nhá. Chi phí trực tiếp là chi phí nguồn vật liệu này, chi phí chung là chi phí nhân công lúc nãy mình phân bổ vào á, thì đến đây số chưa nghiệm thu là của hai phần đấy, chi phí trực tiếp và chi phí chung. Em hiểu chưa? Được. Ừ. Chỗ phần trăm nghiệm thu này, nếu như mà em hoàn thành công trình này rồi á, thông thường bên lắp đặt nội thất á, thì nó cái quy trình của mình nó không dài đúng không, mình sản xuất ở nhà rồi xong rồi mình đem đi lắp đặt thì trong năm á, mình vẫn cứ liên hệ thực tế là nếu như mà bình thường mình hoàn thành trong kỳ á, chưa? Thì phần trăm nghiệm thu của em sẽ là 100 nhá. Những cái công ty mà xây dựng dân dụng á thì họ hay có vần dở dang, bởi vì họ chia làm nhiều giai đoạn á thì hay có dở dang, thì khi đó cái phần trăm nghiệm thu của mình sẽ nhỏ hơn 100 nhá. Em hỏi, em muốn hỏi ví dụ bảo hành thì phải là tính dở dang. Đúng rồi, những trường hợp mà em có cái phần bảo hành á, công ty nào cũng có bảo hành đúng không? Vâng. Ừ. Có bảo hành thì mình bảo hành trong vòng bao lâu? Thường là 1 năm, 12 tháng ạ. Có bảo hành thì mình có hai cách nhé. Một, em cho dở dang sau khi bảo hành xong, hết thời hạn bảo hành thì mình mới nghiệm thu. Chưa? Nhưng thông thường mình nghiệm thu luôn, tại vì doanh thu mình đã ghi nhận được kỳ đấy rồi. Vâng. Đấy chưa? Nếu mà mình chờ hết thời hạn bảo hành nhá, thì cái doanh thu của mình bị treo, thì tại cái năm đấy của mình sẽ bị dở dang, đúng không? Vâng. Nhưng hết thời hạn bảo hành thì mình có, nếu phát sinh chi phí bảo hành thì mình phải bỏ thêm tiền, đúng không? Thêm chi phí để bảo hành, nhưng mà doanh thu mình có thu được thêm tiền đâu. Đúng nhỉ? Đúng rồi ạ. Ừ, cho nên cái trường hợp này cũng ít xảy ra. Còn trong trường hợp á, em cứ nghiệm thu bình thường. Còn cái bảo hành đấy thì mình gọi là mình tập hợp, nếu sau này mình không có phát sinh bảo hành gì thì thôi nhá. Nhá. Còn phát sinh cái chi phí bảo hành này em có thể cho chi phí trước vào. Tức là gọi là chi phí trả trước, chi phí phải trả 3 năm á. Đó, tức là bây giờ mình sẽ là cho là nợ 627. Ví dụ 627 chẳng hạn, 6277 nhé, hoặc 6278, có 3 năm là chi phí bảo hành. Mình trích trước đi,
Vâng. Em trích trước cái chi phí đi và vẫn cho nó vào nghiệm thu công trình tính ra thành bình thường cho nó nhảy vào 632. Tức là mình trích trước cái chi phí bảo hành vào cái giá vốn hàng bán, vào giá vốn của công trình. Chưa? Sau này nhá, đến qua cái thời hạn 12 tháng kia, cái chỗ này mình vẫn chọn 100% nhá. Xong qua cái thời hạn 12 tháng kia nhá, nếu như mà có phát sinh chi phí bảo hành cao hơn hoặc thấp hơn số mình trích trước á, thì mình khi đó mới hạch toán để điều chỉnh chênh lệch. Em hiểu chị không? Em hiểu rồi. Ừ nhá. Thì nếu thiếu thì mình lại hạch toán thêm chi phí thôi. Còn lại là hạch toán ngược lại làm sao cho chi phí của mình đúng với thực tế. Hoặc là mình cho vào 711 hoặc 811. Thu nhập khác của chi phí khác á. Vâng. Nhá. Là ok. Ừ. Thông thường thì dùng cái cách là trích trước chi phí nhá. Vâng. Ừ. Còn phần thừa thiếu chênh lệch nào mình sẽ xử lý qua 711 hoặc 811. Nhá. Ừ. Thông thường cái chi phí bảo hành là mình đã gọi là, nếu mà làm quen bình thường mình đã dự đoán trước rồi, đúng không? Em có thể trích trước cái khoản, mà cái chi phí này nó là chi phí hợp lý thôi. Chi phí bảo hành thì bao giờ nó cũng được ghi rõ trong cái dự toán bao nhiêu phần trăm đấy của cái giá trị hợp đồng đấy, đúng không? Vâng. Ừ. Ok nhá. Em có cần gì hỏi chỗ này nữa không? Không, cái này em hiểu rồi. Rồi thì như vậy là mình nghiệm thu 100% thì giá trị nghiệm thu đương nhiên bằng cái số chưa nghiệm thu luôn nhá. Vâng. Thì mình nhìn vào đây này, doanh thu của mình 207. Như vậy giá vốn của em là 139. Được chưa? Lãi khoảng tầm 60 mấy triệu đấy nhá. Còn chỗ này 270, lãi 272 hơi cao. Như vậy nhìn vào đây thì chi phí tiền lương của mình đang hơi cao đấy nhá. Chi phí tiền lương em có thể giảm bớt lại. Được chưa? Giảm bớt cái chỗ bên kia 95, mình để 5% thôi cũng được. Bởi vì cái chi phí lắp đặt này nó cũng nhỏ mà, đúng không? Vâng. Tóm lại là cái việc chỉnh sửa đó thì em sẽ chỉnh sửa lại, xong nó nghiệm thu lại cho chị nhá. Hiểu vâng không? Nhá. Bây giờ chị cứ nhấn cất ở đây bình thường. Tí nữa lãi thì nó lãi, mà lỗ thì nó sẽ âm ngay. Còn em chỉnh sửa lại á thì nó sẽ ra cho mình kết quả cho mình ứng ý. 154 thiếu khoản mục chi phí. Ừ, chỗ này 154 á, nếu bình thường mình làm thông tư 143 á thì nợ 154 mới phải chọn khoản mục chi phí thôi. Còn có 154 không chọn, em nhấn Z bình thường nhá. Vâng. Đó là bởi vì phần mềm nó cài đặt mặc định ấy, em, đúng không? Nên nó vẫn thông báo cho mình như thế. Vâng. Ừ. Đóng lại này. Nghiệm thu thì danh tranh của mình đây này. Đó, danh sách của mình hiện nằm ở đây, đánh từ mùng 1 tháng 1, lấy dữ liệu ra. Lấy dữ liệu. Đó, nhá. Như vậy là mình xong bước 2 chứ nhỉ? Bước 2 vào giá thành, quy trình, công trình. Trong bước 2 có 4 bước nhỏ nhá. Bây giờ mình chỉ bước 3 lớn á. Em vẫn vào báo cáo. Báo cáo giá thành bình thường. Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình nhá. Nhắc lại này, vào báo cáo này, giá thành này. Nãy mình tính theo góc giản đơn mình vào cái bảng tính giá thành đúng không? Đó, nay mình vào báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình đây. Đó, báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình. Em đánh kỳ đi rồi tích vào hai công trình đồng ý. Nhìn sơ thì kiểu gì cũng một công trình lãi, một công trình lỗ đấy rồi, đúng không? Ừ. Cái lỗ đấy không nhiều lắm đâu em ạ. Cái lỗ đấy còn lỗ khoảng tầm 2-3 triệu gì đấy. Em kéo trong vải này. Đó, gần 2 triệu, đúng không? Tí nữa về em sẽ chỉnh sửa cho chị nhá. Cái này mình chỉnh sửa ở bên kia mình quen đâu. Thì em chỉnh sửa trước hết là chỉnh sửa chị một cái nhân công một chút nhá, là cái này nó sẽ trở thành lãi, bởi vì nguyên tắc của mình á, công trình thì bao giờ cũng phải làm lãi, đúng không? Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai á, là do bên sản phẩm của mình cái chi phí nó cũng cao rồi, đúng không? Giá vốn nó cũng cao rồi, cái bên sản phẩm mà mình xuất kho từ thành phẩm ra để lắp đặt cho công trình á, thì cái giá thành hôm đấy mình kết luận là giá thành của bên kia hơi cao, do giáo trình làm cái định mức nó hơi cao, đúng không? Cho nên là cái thành phẩm đấy đem đi xuất cho công trình thì nó đẩy chi phí cao lên thôi, đúng không? Nên trên thực tế mình có thể cân đối là em có thể là giảm cái định mức của bên sản xuất trước, xong đó giảm hết cỡ rồi mà nó vẫn lỗ thì em có thể là giảm tiếp cái phần nhân công nhá. Vâng. Ừ, ok, cái này cho em bài tập về nhà nhá. Đúng không? Vâng. Bài tập về nhà em có thể cân đối cho cả hai cái phương pháp tính giá thành đi nhá, giản đơn và công trình. Vâng.